gì mà lạ thế bà? Chứng quý đấy, đắt tiền lắm con ạ. Ui, thế bà cho con ạ? Bà chẳng có cái gì hơn cho nên cho con quả trứng đấy. Quả trứng này cũng mua được mấy ô đất đấy con ạ. Bà cho con thích làm cái gì thì làm. Thế à? Con cảm ơn bà. Không biết trứng gì mà quý thế nhở? Bây giờ mình phải đi mua một cái gì đấy thật êm, thật đẹp để cất quả trứng này. Phải giữ thật cẩn thận mới được. Thôi, thôi nghe trò cà khịa đi. Suốt ngày cà khịa, cái thời gian rảnh đấy á, kiếm ngay cô người yêu đi nhá. Lớn bằng thằng đấy rồi, cứ như cái thằng trẻ trâu á, cha đâu vào đâu cả. Mồm thì mọc người râu mà suốt ngày sủa gâu gâu. Ai da, con chó này, này, mày bảo ai sủa gâu gâu hả? À? Mày thích gâu gâu? Em là anh đấy, mày, mày... Da, 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 hey. Ôi dồi, anh chiếm triển chiêu kìa. Ê, ê, ra cho nào. Anh Chiến triển chiêu. Ây da, hai đứa đi học về rồi đó hả? Dạ vâng. Vâng. Thế mà anh đứng đây làm gì đấy anh? Anh ra đây nghiên cứu vài thế võ. Vừa hay ta vừa nghiên cứu xong một thế võ mà bất kỳ kẻ thù nào đứng trước mặt ta đều không thể nào đánh được mình. Ây da. Chúc mừng huynh đại đó mà. Dạy em được không? Được à, được à. Nể tình huynh đệ ta, cùng uống chung một dòng nước của xóm trọ, nên ta sẽ truyền lại cho đệ và muội đây. Nên nhớ, ta chỉ truyền lại cho hai người thôi, vì đây là một bí kíp rất cao siêu. Ây da. Vâng, anh yên tâm, anh dạy bọn em đi. Ở trường á, em hay bị bọn nó bắt nạt lắm. Được rồi, quan sát cho thật kỹ nha. Huynh chỉ làm một lần thôi. Đầu tiên xuống tầng. Rồi, hai chân dẫn bằng da nha. Hai tay hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Úp cái tay xuống. Rồi, nhớ xoay về mặt đối thủ. À đây, rồi. Em xin anh. Chứ vậy đó. Ôi, anh Chiến ơi, cái thế võ mà bất kỳ đối thủ nào không đánh được mình là quỳ xin kiểu này á? Chả thế hay không à? Thế bây giờ mình vái sống nó, chẳng nhẽ nó lại đánh mình, đúng không? Mà nhớ nha, cái điều quan trọng nhất ở đây á là cái lúc quỳ xin nó, mặt phải thật chân thành, phải thật hèn. Ôi dồi, kèm thêm mấy giọt nước mắt nữa thì tốt. Đấy, chúng mày theo nhá, đỉnh cao không? Anh nghĩ là thế võ nó gọi là đỉnh của chóp. Anh Chiến ơi, đỉnh cao thật anh ạ. Thế nhưng mà anh đừng bảo là đỉnh của chóp, vì chóp ấy thì chỉ có phân thôi. Phân mới có chóp à? Thế à? Ừ, thế nào cũng được. Bây giờ tập lại cùng anh nào. Ơ, thôi 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 anh ơi, bây giờ anh tập tiếp đi, bọn em về đi ăn hải sản nhá. Tập đi. Tập ra. Không không có kiên trì. Xuống tầng, hai tay phía trước. Em xin anh lệ cái chân lên. Ơ thế này, thế nhưng mà hải sản đâu ra đấy? Mì tôm đấy, mì tôm chả hải sản à? Thôi, đi nhanh này không ông Chiến ông bắt ở lại tập cả buổi bây giờ. Thế đi. Ôi, con Nhung kìa. Nhung. Chị Nhung, chị đi đâu ấy? Mua trứng về nấu cơm à? Hâm mà, nhìn trứng này mà nấu ăn. Trứng này là trứng quý đấy. Bà nội chị bảo á, bán quả trứng này đi, phải mua được hơn một ô đất. Tính cho tiền tỷ đấy. Úi giời ơi, tiền tỷ cái gì? Có mà bà mày thấy mày hậu đậu nên đưa cho mày quả trứng này để cho mày rèn cái tính cẩn thận. Chứ vật gì hơn tỷ đưa cho cái mặt mày giữ. Rồi ôi vớ vẩn. Anh buồn cười thế nhỉ, anh không tin em ạ. Tính em hơi bị cẩn thận đấy. Nhung. Anh Hòa, anh làm cái gì đấy hả? Tí nữa thì vỡ trứng của em rồi. Ôi vỡ trứng á? Đôi xem nào. Anh đừng có mở vớ vẩn nhá. Em nói á, là em nói quả trứng này này, biết chưa? Quả trứng này mà vỡ á, anh không sống yên ổn với em đâu. À đây, Nhung, mày đã tính cất giữ quả trứng này thế nào chưa? Có, em đang tính đi mua cái gì nó êm, nó đẹp một tí, cất vào chứ không vỡ thì chết ấy. À, thế đây anh bảo nhá, mày đã bao giờ nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chưa? Đấy, mày cứ đưa cho anh Hoàng ấy, là cái thằng hay phá hoại. Đưa cho ông Hoàng ấy, các gì giao trứng cho ác đâu, đúng không? Nên là ấy, quả trứng sẽ được an toàn. Anh Hoàng á? Cũng hợp lý nhỉ? Anh Hoàng, em giao quả trứng này cho anh. Anh phải bảo vệ nó cho đến khi em bán được nó. Anh mà làm mất á, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Anh Hiếu ơi, không bao giờ nhìn thấy chị Nhung nữa. Là anh Hoàng mù mắt hay là chị Nhung biến mất?
Thì mày thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Thôi được rồi, anh cầm luôn. Thế nhưng mà mỗi tối em phải sang ấp trứng với anh ấy nhá. Tào lao, em nói cho anh biết nhá, cái quả trứng này này là bà nội em cho em, nó rất quan trọng với em, nên là anh giữ cẩn thận đấy. Ôi dồi ôi, cứ yên tâm nhá, anh sẽ giữ quả trứng này như giữ tình yêu của anh dành cho em. Đấy, nằm đây nhá. Ôi dồi ôi, đấy, nó phải sang trọng và lịch sự thế này chứ này. Ôi, trứng quý nhở, trứng ạ. Mày làm gì đây, hả? Mày có biết là quả trứng này là mối lương duyên của tao với Nhung không, hả? Bây giờ mày làm vỡ nó, coi như tình yêu của tao với Nhung ta đã hết rồi. Này, tránh xa tao ra, nhá. Em trêu, nó làm gì mà căng thế. Bà anh ạ, quả trứng ấy không tự dưng mất đi, cũng không tự dưng sinh ra, mà nó chỉ chuyển trạng thái từ lành sang vỡ thôi. Đừng tha đến chuyện làm việc đi. Kia, bên kia bàn bẩn còn nguyên, ở trong chậu rửa cốc nguyên cả ngày, rửa đi không hết ta mày, xong không ai rửa lại bày lung tung nhá. Giỏi, vâng em lau luôn. Lau đi. Ôi, đấy, nằm im đây em nhá. Ôi Nhung, sao lại ở chuồng chạy lông nhông đi kia em? Ôi, các bạn tôi cởi chuồng ở đâu? Đây kia kìa, đây. Ôi, nóng rồi, cởi chuồng. Đâu? Đâu làm gì có. Thằng này lãi lừa mình rồi. Này 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 này, mày bảo Nhung cởi chuồng đâu? Đâu? Hả? Mày trêu tao đúng không? Em nhìn nhầm. Em nhầm. Mày liệu hồn đấy. Vào rửa cốc đi. Vâng. Vào luôn. Vào vào. Cần căng cần. Hiếu, Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Danh bảo, danh bảo. Ôi dồi ôi. Vâng. Hiếu ơi, mày có thấy quả trứng của anh đâu không? Anh để đâu mà lại mất? Thì tao để đây này. À, cái lúc tao chạy đi tao tìm Nhung, mày lấy đúng không? Ê, này, em lấy làm gì? Anh không tin gì? Anh lục người em mà xem. Đây. Mày nghĩ tao sợ á? Mày đừng ghim, tao lục luôn. Mày, ở đâu? Ở đâu? À đây rồi. Ê, trong này làm gì có anh? Anh đừng có bóp, khổ nó. Chết rồi. Quả này làm mất quả trứng Nhung từ mặt tao rồi yếu ạ. À, anh Hoàng ơi, bây giờ nhá, anh đi mua quả khác, xong anh vẽ y hệt như quả cũ ấy, xong anh để vào, chứ không còn Nhung nó mà biết anh làm mất, nó ra anh làm ruốc. Ui dồi, người tao thì được bao nhiêu ruốc, cho đành thế thì làm thế nào được. Ôi. Nhanh lên anh nhá. Được rồi, mày xem giống chưa, chứ không Nhung phát hiện ra chết anh đấy. À, giống phết rồi anh ạ. Thì được rồi. Anh Hoàng ơi. Quả trứng của em vẫn an toàn chứ? Vẫn an toàn, vẫn ổn mà. Thế để em xem. Em thấy nó cứ sai sai ạ. Sai đâu mà sai, không sai đâu. Ôi, mày cứ xem lại xem, chứ cái giác quan của con người á cũng chuẩn phết đấy. Thấy cái gì đó sai sai thì chắc chắn nó có cái gì đó sai sai. Đấy. Hiếu ơi, anh cắn dâm cắn cổ anh lại mới đấy mà im hộ anh cái. Im á? Ừ. Em cũng định im đấy. Thế nhưng mà em thấy cái danh sách nha, anh ghi phạt của em á, nó dài quá, em chẳng im được. Được rồi, anh gạch tất, không có một lỗi nào nhá, im hộ anh cái. Ôi thế, im luôn. Ơ Nhung này, khả năng đúng quả đấy rồi, sai nào được. Vâng, anh Hiếu nói thì chắc vậy. Mà thôi, em đi có việc nên qua đây xem một tí thôi. Anh Hoàng trông cho em nhá. Chào anh, em đi đây. Đi nhá. May quá. Quả này á, có mà sợ to tim nhá. Ui dồi ôi, trứng thật nó ở đây này. Đây nào. Đâu rồi? Ôi dồi. Ôi, trứng đâu nhở? Ôi, đâu rồi nhở? Ui tôi chết rồi. Bốc hơi rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi. Quả trứng đâu được nhở?
Bây giờ con Nhung nó mà biết mình làm mất, ui dồi ôi, nó nghiền mình ra làm thính mất. Ê, con nhà nếp cập, có tiền đâu, mua cái gì tươi tươi ăn đi. Hôm nay có mỗi đĩa rau luộc, nhạt mồm nhạt miệng, khó nuốt lắm. Giời ơi, tao có mỗi 2.000, đúc túi quần từ đầu tuần đến giờ, cho nó có cảm giác của người có tiền, chứ làm gì có đồng nào. Cố đi, nhá, sắp đến ngày viện trợ rồi. Ừ, thế thôi cố vậy. Ây da, Chiến Triển Chiêu xin chào các bạn trẻ. Anh Chiến à? Úi dồi, anh cầm đĩa trứng đi đâu đấy? Ăn được không anh? Ừ, ăn được chứ. Anh sang mời hai đứa chúng mày ăn cùng anh để mừng cho anh vừa phát minh ra một thế võ mới. Ôi, thôi, đừng có thế võ quỳ lại như lần trước anh Chiến nhá. Bỏ đi, hèn lắm. Không, thế võ là lần này nhá, nó kinh khủng hơn. Cái thế võ là lần này á, là mỗi lần anh xuất chiêu văn là đối thủ tắt điện. Ây à, kinh tế nhở. Anh thử làm luôn cho bọn em xem nào. Ê, con nhìn thấy trang, sang đây tôi bảo, sang đây. Đấy, đây. Bây giờ anh cứ coi con này nó là kẻ thù nhá. Anh đấm thẳng vào cái mõm nó ấy. À, đấm đi. Này, nghiêm túc đi nhá. Thôi không cần, anh thể hiện luôn cho chúng mày xem này. Này, thằng Hiếu cầm hộ anh đi chứ. Em cầm cho. À, nhìn nhá. Ờ, rồi. Xuống tấn này, vẫn phải xuống tấn. Không xuống tấn, rồi. Ôi dồi ôi. À, cái gì đấy? Bật điện lên. Thôi rồi, bật luôn này. Thấy chưa? Chúng mày thấy thế võ của anh không? Xuất chiêu của Phan chỉ có tất điện thôi. Này Thảo ơi, kẹn đâu mới đi, đừng có chê. Chê ông ấy mang trứng về mất ăn đấy. Vâng, anh Chiến giỏi quá, siêu quá, hoan hô. Anh Chiến nghiên cứu được á. Ôi dồi ôi, tuyệt vời anh ạ, đỉnh cao đúng không? Vâng. Thôi, hai đứa ăn đi nhá. Anh về, hôm nào có cái thế võ mới anh lại sang anh thể hiện cho xem. Dạ vâng. Em xin nhá. Nghe đỉnh cao. Này Thảo ơi, lấy cơm đi để ăn. Đi. Ok, đợi em tí. Nhanh nhá. Trứng ngon thế. Trời ơi. Anh Hiếu, anh nhìn em mãi đi. Mày cũng nhìn tao đấy thầy. À, mày không nhìn tao đấy đâu, mày biết tao đang nhìn mày. Mà mày biết tại sao tao nhìn mày không? Vì em xinh đúng không? Xinh quá, xinh như con tinh tinh ấy, lại còn thần kinh nhá. Này, anh thích cà khịa không? Hả? À? Ấy da, con chó thứ này. Mày làm sao? À, mày làm sao? Anh làm sao? Mày đánh nhau. Ôi giời, nhưng mà ôi giời, được tăng lương hay là mua được cái túi nào xịn xịn cười tươi thế? Không, em sắp được đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Mọi người có đi cùng em không? Du lịch á? Anh có. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè chưa nắng, dưới bóng dừa là lời. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu xưa kia ôm ấp. Thôi, anh Hòa, anh không phải hát nữa. Yên tâm là anh sẽ được mời, vì anh giữ quả trứng giúp em mà. Mọi người ạ, em nghĩ kỹ rồi. Tiền bạc nó chỉ là bên ngoài thôi, nhưng kỷ niệm mới là những cái đáng nhớ. Thế nên là em quyết định, em bán quả trứng đi, lấy tiền, đưa mọi người đi du lịch. Anh Hoàng, mai cầm quả trứng sang nhà em đi bán cùng em nhá. Thế nhá, mọi người làm gì làm đi, em đi mua quần áo chuẩn bị đi du lịch. Tôi xong rồi Hiếu ơi. Em cũng xong rồi anh ạ. Quả trứng của con Nhung không tự nhiên mất đâu, mà là em giấu. Thế nhưng mà khổ nỗi, cái lúc mà anh đi vào ấy, chẳng bỏ mẹ nào nó lấy mất. Ôi, anh em mình xong luôn rồi anh ơi. Mất á? Thôi chết rồi. Anh Hiếu ơi, hôm qua... Anh Chiến ơi, nhanh lên anh Chiến ơi. Hình như trứng anh cho bọn em có vấn đề hay sao ạ? Em đau bụng quá. Anh đau bụng quá. Trứng anh nhặt ở cái chỗ gần quán cà phê anh Hiếu làm ấy. Ui, đợi anh tí, anh luyện nốt thế võ xong anh ra nha. Ôi dồi ôi, anh ơi anh nhanh lên. Không, em quá ở đây bây giờ đấy, anh nhanh lên. Đấy. Ôi dồi, thế là ông Chiến à? Ôi dồi, ôi dồi, chính mồm tao ăn quả trứng đấy. Ôi dồi, tao xong rồi. Ôi trời ơi, thế là tao vô tội. Chúng mày ăn đứt nhá. Còn lâu đi anh ạ. Nhá. Này, anh cũng chết. Con Nhung nó nhờ anh trông trứng. Anh không trông cẩn thận à. Không rơi vào tay bọn em thì cũng rơi vào tay người khác. Nên anh cũng phải chết. Sao rồi anh? Cái này được bao nhiêu tiền ạ? Quả này được khoảng tầm 70.000. 70.000 đô ạ? Ôi, tính ra hơn 1 tỷ rồi. Đấy, em bảo rồi mà. Tính đi, xem đi du lịch nước nào trước. À không,
Quả này 70.000 đồng. Thấy hình vẽ hay hay thì tôi mua thôi. Chúng mày chọ có 35.000 một chục rồi. Xong. Hết du lịch vòng quanh thế giới. Anh Hoàng, em giao cho anh trông trứng anh trông kiểu gì đấy? Trách nhiệm của anh ở đâu? Bây giờ đến quả trứng anh còn làm mất, thế sau này có con anh làm mất con luôn à? Hả? Anh Hà cái gì mà Hà? Em không có ý đấy. Bây giờ anh tính làm sao? Anh giải quyết như nào? Thì anh sẽ đền cho em một nửa tài sản của nhà anh. Em cưới anh đi. Lúc đấy á, mặc định một nửa tài sản của anh là của em còn gì nữa. Anh nói thế mà nghe được à? Như thế thì anh được lợi cho em được cái gì? Thôi không ạ. Anh xin lỗi. Lỗi ở anh. Tại anh bày trò anh trêu anh Hoàng nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Mày đừng có trách anh ấy. Đấy. Cứ phải kiếm chuyện cà khịa nhau mới chịu được. Bây giờ anh phải trả giá rồi đấy. Anh tính như nào? Nào anh em bây giờ đang vui vẻ đi chơi với nhau rồi không? Ê, bảo rồi, bọn anh biết lỗi rồi. Từ giờ bọn anh không cà khịa nhau nữa. Bọn anh đoàn kết hơn, được chưa? Được rồi. Bây giờ thì mọi người đi về. Tắm rửa đi, xong rồi lát em sang em đón đi ăn nhá. Nhớ phải ngoan không cà khịa nhau nhá. Đấy, biểu hiện của sự đau lòng quá, dẫn đến lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình luôn đấy các anh ạ. Ơ, sao bà lại đưa con quả trứng cút ạ? Đây không phải là quả trứng cút, đây là viên đá quý giống quả trứng cút. Chính vì thế nên nó đắt. Quả trứng hôm trước là quả trứng đồ chơi của thằng Bon nó để vào. Bà lúc nhớ lúc quên nên bà cầm nhầm vào đấy. À, thế ạ? Thế là mọi chuyện thành công mỹ mãn. Mọi người lại đoàn kết rồi.